ំពីរនេះមកស្លោម្ជូរគ្រឿងញ៉ាំនេះយើងប្រើទៀកកប៉ាចំនួន2ហើយស្លោម្ជូរគ្រឿងនេះជាមួយលក្ខស្នាយអត់លក្ខស្នឹងបន្លែរបស់យើងគឺបន្លែតគួនខ្ចីខ្ចីល្អណាតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងទៀកនេះឲ្យស្អាតសិនអូទីរបស់យើងណែល្អល្អមែនតើណាឡើងធាត់ចឹងខ្ញុំគឺគំទៅគូនឡើងចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនដំបូងឡើយចាក់ខ្ទិះដូងចូល
lời nói nhậm đam tê chừng trăm chỗ đạp vào hốc tòm tiết nhậm đạp sco có hôm chỗ hai nhân tâm so tâm cả hôm là khỏi sao nhưng mà tệ tắc trái tòm tiết nhập đã sạch tia chỗ tiết nhâm than tắc xị tống hai lời nói nhâm rụng qua sạch tiền hai dịp poison lấy nó nhâm chọc đam cái lọc lật nắng lấy nó nhập đạn tới quân chỗ mà sao sốt tắc tị đống tòm tiết nhập đạn đại ban cái lộc mình nắng thêm tăng tí tiết là mồm sang ngay nhé lụa chỉ mới bội nhầm thằng ó cái này ôi khăn bị lòng chui món ăn đấy thở chết món sạch tia đã mùi tia hay nhàng sạch năng tới ngang hả sạch năng
Ôi vậy tới mình chu khường tia dựng đại cho mùi ả lật năng nâng tới sáng anh khăn á. Vì thật chết cái sạch tia mình mà ngoài là phôi mà á. ខ្ញុំចាំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួយជួយពួកខ្ញុំទៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ